Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tin. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các hình thế gây mưa đã không còn, thời tiết Bắc Bộ chuyển tốt hơn hẳn, mưa đã không còn và hầu khắp khu vực đều có nắng tạnh ráo. Thời tiết mát mẻ và dễ chịu, do có nắng nên mức nhiệt ngày hôm nay trên toàn khu vực Bắc Bộ đều tăng. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến ở mức từ 22 đến 25 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ thì có nơi còn vượt mức 26 độ, trời ấm lên thấy rõ. Dự báo không chỉ ngày hôm nay mà ngày mai trời nắng ấm tiếp tục được duy trì trước khi có không khí lạnh mới tăng cường. Về đêm nhiệt độ toàn miền giảm xuống ngưỡng từ 16 đến 19 độ. Dự báo đến khoảng ngày 28 và 30 tháng 1, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu tác động của hai đợt không khí lạnh mới mạnh tăng cường xuống nước ta, khiến cho khu vực sẽ xuất hiện mưa rào và có nơi có dông. Lưu xuống khu vực miền Trung, ngày hôm nay không khí lạnh suy yếu khiến cho thời tiết cũng chỉ tốt hơn. Hôm nay hầu khắp khu vực có nắng với nền nhiệt tăng dần từ Bắc vào Nam, phổ biến ở ngưỡng từ 25 đến 28 độ tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế và ở mức 27 đến 31 độ ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Về đêm, nhiệt độ ở khu vực phía Bắc đều hải văn giảm xuống, thấp nhất dao động từ 18 đến 21 độ. Còn từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thấp nhất là từ 21 đến 24 độ. Lui xuống khu vực phía Nam, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái nắng ráo. Về nền nhiệt độ, mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay cho đến 3 ngày tới ở khu vực Tây Nguyên dao động từ 27 đến 30 độ. Còn khu vực Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh với mức nhiệt cao nhất có thể lên tới ngưỡng từ 32 đến 33 độ, trời khá nóng. Ở khu vực miền Tây Nam Bộ thì nhiệt độ dễ chịu hơn, từ 31 đến 32 độ. Lưu ý về đêm, trời rét ở vùng cao Tây Nguyên với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, còn tại Nam Bộ là từ 22 đến 25 độ, trời mát mẻ. Chuyển sang thời tiết trên biển, do không khí lạnh suy yếu nên hầu khắp Biển Đông bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều duy trì gió nhẹ, biển êm, mưa chỉ xảy ra vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Đáng lưu ý nhất là hiện tượng sương mù ở vịnh Bắc Bộ khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp về đêm và sáng sớm. Còn tất cả các khu vực biển còn lại đều có chung tình trạng thời tiết tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.